Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyện Cờ Đỏ phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước và Viện Kiểm sát Nhân dân quyện tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022 cho gần 100 chị em là chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng tổ tiết kiệm và dây vốn các xã thị trấn trên địa bàn quyện. Các chị em được thông tin tuyên truyền phổ biến nội dung về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật trợ giúp pháp lý, thông tin một số nội dung về tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn quyện hiện nay. Bên cạnh, chị em còn được tìm hiểu một số tình huống thực tế thường dễ gây ra bạo lực gia đình trong cuộc sống hàng ngày và được trang bị những kỹ năng ứng xử cần thiết để giải quyết, tránh xảy ra bạo lực gia đình, hướng tới xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đây là hoạt động hưởng ứng 10 năm ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 9 tháng 11 năm 2012, 9 tháng 11 năm 2022. Qua đó nhằm giúp cho cán bộ, hội viên, hội phụ nữ ở cơ sở nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cuộc sống hôn nhân gia đình, góp phần giảm thiểu bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.